Ok, chào mừng các bạn đã đến với PBZ Fun Stuff. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy cho mình like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình phát triển mình nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một ván PBZ Hack. Và chúng ta sẽ chơi thử Survival Mode nhé. Chúng ta sẽ thử làm một ván Survival Endless đi. Rồi, ở đây chúng ta đã có một đội hình nâu cóp ở đây rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục chơi để xem đội hình nâu cóp này có thế nào với các đợt tấn công của zombie nhé. Ok, rồi thì mình sẽ cho xem là đánh nâu cóp nữa. Nâu cóp cái gì nữa thì mình sẽ có cái sao này. Ok rồi, đánh đội hình này tiếp tục mình sẽ cho Tiểu Băng này, Lily này, Tiểu Thường ấy, cho Spyrock vào để phòng thủ này, cho con Groom Shroom vào nhá, Gat Linh Vi. Đây mình có băng rồi, mình sẽ không dùng lửa nữa. Vậy thì mình sẽ cho thêm Star Food và con hay là pull vào để mình có thể stun được zombie. Mình sẽ cho một hàng javelino để phòng thủ nhá. Ok rồi, và đến đây rồi chúng ta let's go. Yeah, ok, đội hình của chúng ta có vẻ là khá là mạnh ngay, bởi vì những con này thì có thể phòng thủ được cả toàn diện cả hai mặt của cái game, thế nên là làm cho đó là chúng ta khá là khủng đấy. Rồi ok, vâng, cho đi vào cái nhá. Thank you.
Icebreaker Enlist này xem thế nào nhá. Rồi. Rồi vâng, chúng ta có được một con đậu và đậu bắn ngược. Vâng, đậu bắn ngược. Rồi. Trong thử xem. Đậu con zombie kia đội xô này nó đi qua đã. Chứ không nó ăn mất con cái đầu của mình. Rồi. Rồi vâng, lại một con zombie nữa. Vâng, vâng. Lại một con zombie nữa. Rất là nhiều zombie đúng không? Chưa được. Vâng rồi, chúng ta rất là mạnh rồi, chúng ta phải trả một tháng luôn. Đấu bàn Bad House đi, đấu vui nhá.
Bọn chúng ta sẽ chơi một trò chơi như là cái trò Candy Crush của mình thôi. Rồi, nó thoải mái nhá. Rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần chơi Bad Cow đúng chưa? Mình là bác khách gì thôi. À, chúng ta sẽ chơi được thì chúng ta có thể vượt qua được cái mà Bad Cow cuối cùng này không nhá. Đây là giống như cái trò chơi Candy Crush hoặc Plan Bay Zombie nhá. Rồi, bác này chúng ta. Rồi, chúng ta có được cái match đầu tiên của chúng ta. Và match thứ hai là bác còn được 500 này. Rồi, bác còn bằng cái gì nhá. 3 3. Ok. Tiếp theo là 3 con hỏa lốc chó này, chúng ta tiền để nâng cấp hỏa lốc chó lên. Hỏa lốc chó cao rồi, mình sẽ nâng cấp ngay. Rồi, 3 con sao này, ok. Rồi, 3 con 500 này. Đó. Rồi, thử xem là chúng ta có thể trả lời được lộ 1 nhá. Như vừa rồi chúng ta trả lời được 2 cái mét một lúc là 3 hỏa lốc chó và 3 con sao. Rồi, thế mình sẽ nhiều tiền hơn. Rồi, 3 con sao nhá. Đó, các bạn đấy, tạo ra cái đánh về nội dung nào hãy comment ở phần comment phía dưới, và một lần sau chúng mình sẽ tiếp tục ra những video theo yêu cầu của các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.